Anh em con má thôi mà. Mẹ mày được vãi em ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Linh Việt Cao đây. Ngày hôm nay mình lại có mặt trên phố đi bộ. Ngày hôm nay lên chơi nối chữ xem ai sẽ là người chiến thắng trong tối ngày hôm nay nha. Let's go baby. Đây first đi, là bạn đi chơi đi. Đen đỏ. Đỏ tươi. Tươi tươi. Được đấy. Đi chơi đấy. Cây cây. Cây cối. Cối xay. Xay xưa. Xưa cũ. Cũ kỹ. Kỹ có, kỹ có. Kỹ càng. Càng cua. Cua gái. Trời ơi. Gái gú. Gái gú. Không chơi gú nữa nhá. Toàn con mẹ bị bắt gú luôn. Gái gú à. Ok ok rồi. Ôi anh em hả? Tôi sẽ trả thù anh em ạ. Đi chơi đi. Áo trắng. Trắng tinh. Tinh tươm. Tươm tất. Tất chân. Chân gà. Gà chọi. Gà gì cơ mà. Gà gì. Ôi cho dễ dễ thôi mới đầu mà anh. Gà tre. Gà tre à. Tre xanh. Tre xanh à. Xanh ngắt. Ngắt nghèo. Ngắt nghèo. Nghèo luôn. Luôn tay. Tay áo. Áo đen. Đen đuổi. Lần này nhìn đến giờ không biết là về đen đen đuổi đuổi gì nữa. 5 4 Chấp nhận nào. Bạn muốn làm gì? Em muốn đấm. Em muốn đấm. Em muốn đấm. Dã man thế, em muốn đấm. Khoan, búa nó hơi kiểu hơi mạnh ấy. Đi cong rồi. Ok, chiến nào. Nhẹ thôi. Nhào nhờ, người anh em nhờ. Bỏ cái tay ra, làm gì. Làm gì cứ phải. Làm gì mà cứ phải. Ôi, có gì à. Cái ơi. Ai em ơi. Xem nào. Không quần. Quần chun. Quần chun. Chun gì. Hả? Chun, chun gì. Chun chun. Chun có mà. Chun có mà. Chun gì? Như này là gì? Chun áo à? Cái này là cái gì? Cái này là cái quần. Không phải là cái áo nữa. Nào, chun gì? Chun quần. Chun quần đúng không? Quần què. Què cụt. À, ghê quá nhỉ. Cụt đầu. Quả da man đấy. Cụt đầu đúng không? Mình nói câu này. Bạn phải chốt ngay nhá. Đầu người. Người gì? Người ngựa. Người ngựa. Sao lại thế à? Nó là như vậy luôn ấy. Chúng ta phải đều không nhỉ? 5 4 3 để mình cầm bộ bạn nhá. 2 1 Bây giờ bạn đi bạn. Này này này. Quyền quyền lợi. Quyền lợi. Đánh đâu cũng được. Đánh đâu được đúng không? Đánh đâu được khoan nào. Hôn luôn. Ôi. Tranh thủ tranh thủ. Mình có mất gì đâu. Được rồi tí. Hôn má thôi mà. Hôn má thôi mà. Hả? Đây nha, để mình dẫn bạn. Đây bạn. Không không bạn cứ đứng yên này. Sai ngay đúng không? Ok. Nào, bây giờ em đi trước đi. Thứ hai. Hai lúa. Hai lúa. Lúa nếp. Nếp tẻ. Tẻ nhạt. Nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo. Có gì không nhỉ? 5 4 3 2 1 Bây giờ anh bảo này luật nhá. Mình sẽ một là mình sẽ đánh vào đâu cũng được. Hai là người thua có thể hôn người thắng. Ok nhá. Làm đây em cho đây hai bạn tự thống nhất với nhau đi. Thương mà ai một cái. Ồ. Thế nên em phải hôn người tiếp theo luôn. Em đã chọn là hôn rồi thì em phải hôn cả hai. Còn nếu em đã chọn đánh thì em phải đánh cả hai. Ờ thế nó là như thế này. Ồ. À ok ok. Ok à, em đi chơi đi. Toán học. Toán học á? Học hỏi. Hỏi hang. Hỏi hang á? Hang á? Hỏi han nhá. Hỏi han. Hỏi han. Han hay hang như nhau mà. Hỏi han. Han. Han gì? Gì xét. Xét thì em đéo thì có cái xét gì. Có. Cái gì? Xét. Cái gì mà như này này. Xét đập á? Xét đập bao giờ? Xét đập. Xét sấm. Xét đẻo. À xét đánh.
Hơn đầu á, sẽ đánh đúng không? Đánh nhau. Nhau nhau. Anh Linh. Ôi. Hả? Anh còn nhờ cái gì, em vẫn nói không nhờ. Anh phải làm đúng trách nhiệm của mình thôi em. 5, 4, mình, anh em rồi. 3, 2, 1, nhau, nhau tư. Nhau tư. Không có nhau gì hết. Rơi bưởi ra. Bỏ cái tay ra. Ừ, thế nhỉ? Ờ, cái Linh đang làm gì đâu? Bỏ cái, khoan đã, bỏ cái tóc này. Xin lỗi chị nhá. Thôi. Tay dơ. Đau. Chị đang trong tuổi dậy thì em mà. Thôi, mày đừng có bốc quét. Một cái bưởi không mất đâu mà đâu. Tôi là trẻ rồi, ok em ơi. Không, ông đây. Ơ, tại sao lại ở đây? Anh được quyền chọn mà, còn bây giờ anh sẽ chơi chỗ khác, phải mọi người đây. Ok. Lá cờ. Cờ đỏ. Đỏ hoe. Hoe hoe. Hả? Có. Hoe là gì? Hoe hoe có mà. Có. Hai bông hoa cái chơi đẹp này. Ôi. Tặng bông hoa cho đẹp này, cầm chụp ảnh cho đẹp. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Anh ơi cầm hộ em. Cầm em. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Nào hoe gì? Đỏ hoe á. Hoe đi. Hoe mắt á? Mày điên à? Hoe. Cái gì? Hoe sáo. Tao lấy mày. Đến đi anh. 5. Hoe gì? 4. Em ơi, mới chỉ là vòng 2, mới hết thôi mà. Hoe. Khó mà. Em khó ra nhưng mà em cảm thấy khó không? Được khó thì để anh đổi cho em từ khác. Có, khó thật. Rồi, đây để đổi từ khác. Đỏ tươi. Tươi giói. Giói giỏi. Rọi. Làm gì có đâu, đi 1, 2, 3, 4. Ờ, con, có, em chưa thể vội đấy. Ờ, rọi pha. Pha. Ngọc Anh à? Đấy, em phải như thế. Rồi, đánh người khác mình sừng tay đúng không anh? Đúng vậy. Rồi. Vào nó. Pha phin. Pha phin đúng không? Vâng. Được chưa? Đây, anh đố em nghĩ là được phin gì luôn này. Thật à, gì cơ? Con này ngực to đánh thích. Thật à, các em đứng nhanh nhá. 5, 4, 3, 2, 1. Đó, đây là kỹ thuật. Nhưng mông nó không có cong. Ừ, anh không ý định đánh mông. Đó là to. Quái cả đái cơ. Rồi, bạn đứng chơi đi. Xử lý. Lý sự. Sự tích đi. Tích điểm. Tính toán. Toán hình. Hình vuông. Vuông gì? Vuông đẹp. Vuông đẹp. Vuông đẹp à? Đẹp gì? Đẹp gì nhỉ? Ủa sao chơi gì đã chết bắt đầu nhỉ? Và bây giờ bạn cho đi, bạn đánh đâu để mình còn kiểu chuẩn bị tinh thần để mình... Nhắm mắt lại thôi. Ok, nhắm mắt nha. Rồi. Ok, nào, bây giờ sẽ là quần bò. Bò đi. Bò đi à? Đi chơi. Đi chơi à? Đi chơi bời. Gì nhờ? Anh ghim thẳng một tim em ạ. Là phải tăng một tim. Giờ đã đến. Nào, chơi là phải chiêu, chơi là chuyện nào quay về hướng này. Đó, phan đi em, phan đi. hai bạn cảm nhận nhau sau khi chơi trò chơi này. Cảm thấy nương tay với người khác là độc ác với mình. Đúng rồi, đấy là sai lầm lớn, phải trả giá lớn đấy. Còn bạn, cảm nhận nhau. Vui là chính, đánh là chủ yếu. Không chết bạn nào, đánh tất cả mọi người luôn. Em như cũ, không được đánh anh, cho em đánh anh một cái. Cho em đánh em một cái á? Vâng, thật đơn lỗ. Đúng nhỉ? Cảm nhận được. Em đánh anh một cái. Nhưng mà sao anh không bị thua? Hả? Sao anh không bị thua? Anh là vua xứ này rồi em ơi. Khó lắm. Em cay không ạ? Có cay. Nhiều không? Cay. Dồn máu dồn lên não luôn. Dồn lên não rồi đấy. Còn em? Máu dồn lên đâu rồi? Không. Em sai sạn rồi. Sai sạn à? Quen rồi. Hả? Nhiều từ kiểu 4 từ mở rộng hơn. 4 từ mở rộng hơn. Có cảm thấy là mình cần phải gọi là mạnh mẽ hơn không? Kiểu quyết đoán hơn. Có nhưng mà thôi, con gái mà. Con gái mình càng phải quyết đoán. Đúng không? Thôi bị bảo thế. Thôi bị bảo thế á? Bảo thế đâu, đánh người ta mấy cái như thế bảo thế.
Mà vui không? Không vui lắm. Không vui lắm á? Tại không vui? Đánh anh hơi ít. Cứ đánh nhiều hơn nữa. Để cho bạn đánh mình cả bạn nam mỗi người một cái, bạn có chơi không? Em đánh anh thôi. Đánh anh thôi. Sao lại chơi? Thôi ok. Đánh ở đâu cũng được không? Vâng. Đánh mặt nhá. Hả? Có ai chơi mặt người ta có cái mặt đánh chết đấy. Cái mông lại á? Có vẻ rung rướng. Ok, cảm ơn các bạn nha. Chúc bạn đi chơi vui vẻ. Vậy là chúng ta kết thúc số nối chữ của tuần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Hãy tham gia vào group giao thông hậu cao để theo dõi những clip mới nhất của Linh VK và FX Entertainment nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ theo dõi và tham gia group giao thông hậu cao nha. Bye bye.